Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cách pha cà phê từ máy Starespresso Miret. Đây là một cái máy pha cà phê double shot cho nên mình sẽ dùng cái lượng cà phê khoảng 18 gram. Nếu như anh em thích vị đắng thì mình sẽ uống cà phê dùng cái cà phê Robusta, còn nếu như anh thích vị chua thì mình sẽ dùng Arabica. Thường để xay cà phê thì mình sẽ sử dụng máy xay Starespresso và xay ở cái level 2, tức là kích 2. Thì sau khi xay xong chúng ta sẽ dosing bằng cách là tháo cái phần nắp của dưới đáy máy xay máy pha ra. Chúng ta tháo qua nắp sút ra để cho máy được cân bằng. Và cho cà phê vào trong basket. Sau đó chúng ta nén lại, các bạn lưu ý là nén chặt một xíu các bạn ha. Rồi anh em mình chú ý ở dưới đáy của máy pha có một cái van, thì khi chúng ta lắp vào thì chúng ta sẽ quay cái đầu của nấm cao su lên trên. Sau khi mình lắp vào rồi đó, mình đậy cái van rồi thì chúng ta sẽ cho nước sôi vào. Thì đây chúng ta sẽ dùng một cái lượng nước sôi vừa đủ, nó khoảng chừng 100ml. Và chúng ta sẽ dùng nước sôi 100 độ. Sau khi cho nước vào thì chúng ta bắt đầu ép khoảng 10 nhịp cho đến khi cảm thấy hơi nặng tay thì mình dừng lại để cho cà phê được đủ nóng. Sau khoảng 10 giây thì mình bắt đầu ép tiếp cho đến khi nó hết nước ở trong bình chứa. Vậy là xong, chúng ta đã có một ly cà phê espresso double shot từ máy pha cà phê Starespresso Miret. Chúc anh em ngon miệng.